được phép mô tả điều dưỡng bằng một từ thì tôi là bác sĩ, thì xin phép là mô tả đây là từ nông nghiệp. Thấu hiểu, chia sẻ, bình tâm. Chính những người điều dưỡng suốt ngày, suốt đêm, tận tâm, tận tụy. Người điều dưỡng viên giúp đỡ rất nhiều trong quá trình chuẩn bị hậu phẫu, trước mổ, rồi trong mổ, sau mổ. Trong đợt dịch vừa qua, tôi đã chứng kiến các anh chị điều dưỡng trong bộ bó áo, bộ bảo hộ với đầm đìa mồ hôi. Cái nhiệm vụ của điều dưỡng thì rất là nhận ngay. Các anh chị điều dưỡng đã giúp chúng tôi thực hiện công việc gián tiếp chăm sóc bệnh nhân. Chắc chắn nếu không có điều dưỡng thì tất cả các bác sĩ cũng như bệnh viện, ngành y tế không hoạt động được. Những anh chị điều dưỡng họ đã tiếp cận bệnh nhân, hàng ngày gần gũi bệnh nhân, thấu hiểu bệnh nhân, tìm hiểu rõ hoàn cảnh bệnh nhân. Đó là sự tận tâm và một cái thái độ, một cái gọi là một cái tình cảm giống như một mẹ hiền. Điều dưỡng là những người thấu hiểu bệnh nhân nhiều nhất. Các anh chị em điều dưỡng thì công việc hàng ngày của kể cả tôi và kỹ thuật viên xuất hiện, tất cả các phòng ban đều sẽ không trao trải. Chúng tôi nói rằng là điều dưỡng là trụ cột của bệnh viện, là trụ cột của ngành y tế. Tôi cảm thấy rất là cảm ơn, đặc biệt sâu sắc đối với những người.